Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Ngay sau đại hội, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ tháng đầu năm đầu thực hiện. Đối nhiệm kỳ đã qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, những yếu tố đó đã ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành địa phương và của tỉnh. Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của đảng bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương kế thừa và phát huy những thành tựu kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước toàn đảng bộ, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung để mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được những kết quả rất tích cực toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực. Đến tháng 9 năm 2023 đã có 18 chỉ tiêu đạt và dự kế hoạch, 7 chỉ tiêu còn lại đang được tiếp tục thực hiện quyết liệt để đạt được khi kết thúc nhiệm kỳ. Nổi bật là tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vừa phục hồi tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2020-2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 5,7%, quy mô nền kinh tế của năm sau luôn cao hơn năm trước, ước năm 2023 đạt 485.500 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 174 triệu đồng một người, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 6,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 5,5%. Năm 2023 ước đạt 32 tỷ 600 triệu đô la, kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 2,4%. Năm 2023 ước đạt 23 tỷ 100 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,1%. Năm 2023 ước đạt 307.160 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 65.195 tỷ đồng một năm. Riêng năm 2023 ước đạt 63.100 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 37.348 tỷ đồng một năm. Riêng năm 2023 ước đạt 33.235 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3% năm chiếm 33% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 164.300 tỷ đồng, thu hút đầu tư trong nước được 248.040 tỷ đồng, vốn đăng ký kinh doanh tương đương 10,5 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 9,56 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ dao động đã qua đào tạo đạt 83%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh còn dưới 0,7% cùng với phát triển kinh tế các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm đời sống của nhân dân được nâng lên lĩnh vực giáo dục văn hóa thể thao đạt kết quả tích cực với nhiều điểm sáng, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm luôn xếp thứ hạng cao trong cả nước. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ máy hành chính nhà nước được sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả để mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đợt công bố quyết định luân chuyển điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt theo đó đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 262 trường hợp cán bộ. Trong nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thành lập mới 13 chi bộ cơ sở và kết nạp được 5.966 đảng viên, đạt 62,8%. Việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 gắn với thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã tác động tích cực đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lòng tin của nhân dân Do sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, hình ảnh vị thế của tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng lên tầm cao mới. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 sẽ đánh giá toàn diện tình hình và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.